Bản thân em không nói quá, bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ làm dục tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. Qua một bài phỏng vấn, Hồng Henry cho biết cô hoàn toàn hài lòng với kết quả hiện tại. Cô còn gửi lời cảm ơn tới người phiên dịch viên vì đã đồng hành cùng cô trong các phòng thi, đồng thời mong muốn cộng đồng mạng đừng trách móc cô ấy. Bởi cô hiểu rằng ngay lúc này, người xuống tinh thần nhất đó chính là người phiên dịch viên, bởi đang phải chịu những búa rìu của cư dân mạng. Hèn không tiếp, bởi vì nếu mà không có người dịch đó từ cái phòng phỏng vấn kín thì Hèn không có ngày hôm nay. Hèn cảm ơn chị Trà My rất là nhiều, và Việt Nam mình cũng vậy. Nên gửi lời cảm ơn chị ấy cũng như là lời chúc sự yêu thương. Bởi vì nếu mà không có chị ấy thì Hèn nghĩ là Hèn không có ngày hôm nay. Cô chia sẻ, thay vì trách móc, mọi người hãy gửi lời cảm ơn tới người phiên dịch viên ấy. Hãy thể hiện lòng hiếu khách và tình đoàn kết, bởi cô ấy cũng là một người Việt như chúng ta.